Hello, xin chào các bạn nha. Đây là con máy ở cái video trước mình đã chia sẻ là cái cách thay đổi tiết kiệm nhất khi cuốn máy giày nhôm nhé. Thì còn mình đã vào được gần hết rồi. Đấy. Mình chủ yếu chia sẻ để cho mọi người là chứng minh cái thực tế là mình đánh cho cái máy này và cái bộ dây này đánh nó là sự thật thôi, chứ không thể nói là treo đầu dê bán thịt chó được. Đấy. Nên mọi người xem này, khi chuyển đổi cơ dây này, cái rãnh vào nó rất là rộng, thấy không? Nó còn dư rất là nhiều. Đấy, dư rất là nhiều. Vào rất là nhẹ nhàng. Đấy. Và dễ vào. Đấy. Vòng số vòng 10 vòng nhỏ nhất đây. Đấy. Thế đâu mà hiệu quả thì nó mới là đáng chia sẻ, chứ còn nếu nó không hiệu quả thì nó không đáng, không video không có giá trị một chút nào cả. Và cái dây cũ này, đây, mọi người thấy không, nó chặt cứng. Nếu như mọi người đánh bằng dây zin bạt cũ của nó, dây 70 vào thì các bạn vào, kể cả vào cái đồng nó cũng sẽ chặt rãnh như thế này. Nhưng đánh dây 65 thì nó chỉ thế này thôi. Đấy. Chi phí thấp mà hiệu quả lại cao. Đấy. Thì mình sẽ cuốn xong nó, mình nắp vào, mình sẽ lại test để chứng minh cho anh em. Đấy, còn anh em nào mà chưa xem cái video để chuyển đổi cái cỡ dây của những loại máy có thể là nó gần gần như tương đương ấy, sang cái cỡ dây mà chi phí ít dành cho máy dây nhôm thì tìm ở trên kênh Tuấn LV nhé, xem thì sẽ biết ngay được mình chia sẻ nhé. Thì các bạn sẽ chờ mình cuốn xong rồi mình sẽ nắp vào, mình sẽ test cho mọi người. Cuốn xong nhé, cuốn xong rồi mình đương đấu các cái đầu dây này. Thì bây giờ mình mới thấy nó trật ra cái dây này, nó còn chập đôi, cuộn chạy nó còn chập đôi dây 70 cơ mọi người. Đấy. Hai sợi, đây là cái đầu này là hai sợi này. Đầu chung, khởi động làm việc đối chung một đầu đấy. Đây. Và một đầu kia của nó đây. Kinh quá, nó cuốn chập đôi. Nhưng thôi được, mình sẽ test. Cuốn xong mình sẽ nắp, mình test. Anh em nhá, mình đã vào cuốn xong cái con máy đấy rồi đây. Bây giờ mình sẽ nắp ráp nó vào và mình sẽ test thử cho mọi người xem là, cho nó chứng minh thực tế xem là khi thay đổi cái cỡ dây nó có chuẩn như thực tế như cái video trước mình nói không nhá. Mọi người chờ đợi một chút, mình đã nắp mấy xe này vào đó. Có con ốc dài, có một tay, đôi mất tay rồi. Thôi để khỏi phải mà mất nhiều cái thời gian của mọi anh em và mọi người, mình bê ra mình test xong rồi mình sẽ hoàn thiện và lắp ráp nó xong nhé. Thank you.
Trên đây mình vừa mới lắp ráp và test thử thực nghiệm cái rau bộ dây của máy rửa xe sau khi chuyển đổi. Nó vừa hiệu quả, nó vừa giảm được chi phí cho mọi người. Anh em nào thấy hay thì hãy tặng cho một like nhé. Ai chưa đăng ký kênh để đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn lại. Chúc mọi người thành công. Này nó bị hở rồi.